Sau 45 vụ sạt lở, 100 nhà dân phải di dời. Tỉnh An Giang ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ đông sông Châu Đốc tại tổ 44 ấp An Thạnh, thị trấn An Phú. Quyết định do ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ban hành ngày 24 tháng 6. Theo đó, ngày 5 tháng 6, sạt lở có chiều dài 70 m, ăn sâu vào đất liền 15 m, ảnh hưởng 6 căn nhà, trong đó 2 căn nhà đã có bếp, nhà vệ sinh bị sụp xuống sông Châu Đốc và có khả năng ảnh hưởng đến những hộ dân lân cận trong thời gian tới. Tại vị trí công bố tình huống khẩn cấp, kết quả đo đạc phát hiện hố sâu bất thường, địa hình đáy sông dạng chữ U, phía bờ đối diện đang bồi lắng mạnh, sạt lở tại bờ lõm của đoạn cong. Nguyên nhân sạt lở được xác định do địa hình khu vực này nằm trên đoạn gấp khúc của sông, dòng chảy uốn cong, gây xâm thực mạnh và tạo mái bờ dốc đứng dạng hàm ếch, đồng thời ghe tàu chạy tạo nên sóng gây bào mòn chân bờ. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tỉnh phối hợp với Công an và các đơn vị có liên quan phân luồng, điều tiết giao thông đường thủy và đường bộ qua khu vực sạt lở, đồng thời khẩn trương lựa chọn đơn vị tư vấn nhà thầu thi công có đủ năng lực kinh nghiệm, tổ chức lập phương án xử lý cấp bách. Đây là lần thứ 3 trong tháng 6, An Giang ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông. Trước đó, ngày 2 tháng 6 và ngày 16 tháng 6, sông Ông Chưởng qua huyện Chợ Mới cũng bị sạt lở. Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh An Giang xảy ra 25 vụ sạt lở tại các huyện An Phú, Chợ Mới, Tri Tôn, Châu Phú và thành phố Long Xuyên.